Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Mình sẽ lên list. À là cái gì cũng được, miễn sao nó ngon là được rồi. Đúng rồi, em đồ ăn ngon. Tươi là được rồi. Ý, phải. Ê, cho em mua rồng phải đi. Phải. Khu đồ sống dưới đây nè. Em mua rồng nha. Trời ơi là trời. Em mua có bông rồi. Mang quá, mang quá. Ôi, rút tiền không? Quá trời. Rút rồi. Tiền không có. Hello. What your name? Hello. Ủa chị Việt Nam, chị hello. Sao chị ra rẻ quá chị ơi. Thì cái trong đầu mọi người có nghĩ ra là nấu ăn món gì không? Nè, mình mua này về mình hôm nãy nè. Em hỏi thiệt luôn á. Tao thấy không? Đúng không? Thấy nguy hiểm quá. Anh à. Anh. Cái gì? Con gà này đẹp nè. Đó mình mua mình khỏi nấu. Mình mua mình khỏi nấu. Được không? Vậy coi, vậy coi. Cô ơi, ở đây có cho ăn thử không con? Dạ, cho tụi con thử ra, ăn ngon tụi con ra lấy ăn. Ngon lấy ăn ha. Em đói không? Em đói. Đói không? Đói. Sao mà hay sĩ diện quá chị. Nào ăn thử á, tụi em thử ăn vị. Tại vì tụi em là một cái tập đoàn lớn, chuẩn bị là mua về để mà đãi nhân viên cuối năm. Là những cái tất niên. Cho nên bây giờ tụi em phải đi khảo sát để ăn vị thử như thế nào. Để tụi em thu nhập khoảng là 2-3 tấn gì đó. 2-3 ngàn suất ăn. 2-3 ngàn suất ăn. Rồi, có vị khác thì cứ cho em nha, thoải mái. Ăn thử rồi báo sếp nha. Trời ơi. Wow. Cái này cũng ok hết sếp. Ok không? Ê, cái món này món đầu tiên đi ha. Ok, món đầu tiên của tiền của mình. Nhân ngọn lẽ ha. Ok, cảm ơn chị. Em cảm ơn ạ. Nhắn tin gì sao? Tin. Bây giờ có một cái món này nó dễ nấu nè, tức là ba chỉ mình kho khô với lại cái dành trứng cút á. Ba chỉ nó ngon lắm. Em hiểu. Đúng rồi, ok, dạ rồi. Đó rồi là canh thì canh khổ qua. Rồi làm món gì xào nhẹ nhẹ thôi. Đi. Ừ. Xào rau xào đi. Rau xào hoặc là thực ra em cho anh Tết thì mình làm những món nào mà ngày Tết ta ngấy, ví dụ như là cá chiên bằm xoài rồi đó thì ăn sẽ rất là ngon. Rồi chơi cá chiên bằm xoài luôn. Nè, trường nè. Thấy không? Vậy. Đó. Rồi cái tên 12 ngàn. Dư. 12 ngàn nha. Nè, mua khay được chưa? Sườn non đúng không? Sườn non đúng không? Nè. Sườn non ok. Em thấy nước cũng ngon nè. Nước xào lòng đó. Nước xào lòng. Sẵn quá. Thôi cho em canh này đi, canh này cho nó ngủ sắc không? Hay là khổ qua? Khổ qua nhồi kìa. Khổ qua nhồi thẳng luôn. Rồi. Khổ qua nhồi đi ha. Có gì dưỡng. Rồi xong. Bây giờ quan trọng nhất là mấy anh em mình nấu ăn, nhưng mà bây giờ là phải làm nước chấm mà sao nó tiện lợi nhanh nhẩu cho 12 người. Tại bà chấm đây là nước mắm gì? Nước mắm chua ngọt, nam ngư ổ lý sơn. Vô. Đúng rồi, cá chiên xù một nửa gỏi anh nói đi. Không lại một nửa là để cho mắm me. Ok, cho mắm me. Gỏi là một chấm mắm me bình thường. Ở vậy hả? Rồi ok đi. Rồi đi vòng bên kia. Mấy cái sườn cộng này nè. Đó, mấy cái sườn cộng này nướng ướp nướng ướp mật ong nướng. Cái nào mình biết là mình cứ lượm thôi. Em thấy hợp lý rồi đó. Xíu mình mua thêm mật ong 151 ngàn lận. 151 ngàn, cũng mắc ha. Bây giờ 12 người ăn lận. Vậy mua rẻ rẻ thôi. Cái nào rẻ ha? Thịt lên nào rẻ nhất em? Thịt luộc đi. Thịt luộc chấm mắm. Thịt luộc chấm mắm. Thịt luộc chấm mắm ok anh. Lấy ba chỉ á. 58 ngàn. 58 ngàn em giá nè. Mình nấu canh cái canh gì mình nếm anh? Trời, cái lẩu này có nước lèo luôn. Trời ơi, làm liền. 191 ngàn rẻ rồi. 200 ngàn đủ 12 người ăn rồi. Nè, vậy mình làm món này thêm, cái mình dặm thêm thịt này vô, ok không? Đúng rồi, đúng rồi. Hợp lý không Hiếu? Món này riêng chứ, món này rồi, món này riêng, món này riêng. Đúng rồi. Ba món hả? Ba món. Mình khai vị món chính rồi món tráng miệng là xong. Vậy đi. Đúng rồi. Thịt luộc chấm mắm, lẩu. Cho em bò viên đi, cho em một dĩa thôi. Lẩu viên. Mà giờ mình đừng nói lẩu Thái, là cái là lẩu đoàn viên. Bữa mình tự đặt gì gọi. Tự đặt mà. Mình xài mạnh mạnh xíu vô cái topping này cái Hiếu. Bình thường là ăn bò nào? Đùi hả? Không, thì thường ăn thịt thăn. Ăn thịt thăn ha, là đúng cái này ha. Lẩu ăn thịt thăn. Ok. Rồi. Vậy bỏ cái cục heo lại đi. Không, heo là thịt luộc chấm mắm. Thịt gì? Thịt luộc chấm mắm. Vừa đi vừa suy nghĩ món khác đi, ví dụ mình lựa xong món đẹp rồi thì... Không, thì giờ anh đang mới có một món nè, anh đi bỏ một món cục thịt này nữa là anh mất một món nữa. Làm con cá tai tượng nghe anh. Tượng làm gì? Chiên xù hả? Chiên xù. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Nhiêu? 125 ngàn. Mình còn dư đấy. Một
triệu 400 ngàn là sao? Anh nói gì đi? Thôi tụi em đi chơi. Đúng rồi. Thôi không có đâu. Hãy để em đây tự nấu tự làm đó, anh chỉ đi chơi thôi. Ủa sao vậy? Vô mua đồ sắm đi. Trời ơi. Trời ơi. Gì vậy? Ủa nó bự dữ vậy? Ừ thì mua đi, mình có tiền mà, trời ơi. Em ăn khỏi ăn rồi nè. Đúng rồi, mua đi. Mình làm này cho tiết kiệm thời gian, mua sẵn những cái gì người ta cắt sẵn hết trơn nè. Cái này ra người kia mình đưa cho đây người ta tính tiền. Bây giờ mình uống đi. Uống đi, uống đi, giữ cái chai lại. Rồi, rồi còn 1 triệu thì bây giờ con qua về đồ ăn làm liền, con làm con ăn cái này nhẹ đó. Đúng rồi mà tôi cũng vậy á. Ừ. Ăn heo quay cho giòn đi. Vút vút vút. Nhiều tiền quá biết làm gì cho hết đi. Vậy giờ nãy giờ mà chưa đủ hả? Chưa đủ món thứ ba nữa, chưa tới món thứ ba. Hay là ăn đùi gà, ăn cánh gà chiên nước mắm. Khó nha. Khó ha. Đùi gà đu ti. Là ông ấy là trái ngoài mà ở trong chưa chín á. Mệt quá, thua cuộc luôn đi. Nhức đầu ha. Bây giờ trời ơi, tôi không biết nấu ăn. Chả mực. Cũng không nè. Chiên chả mực chiên hay đó đi. Đúng rồi. Hay anh ơi, chả mực đi anh, chả mực hấp nè. Có 31 ngàn kìa. Kẻ ơi hay vậy. Trời ơi ngon anh ơi. Ba cái con 100 ngàn. Ok. Cái 38 ngàn nữa. Quá xa đó hả? Vô. Rồi chả cá chả mực. Tuyệt vời. Đi. Chả dưa hấu không? Dưa hấu dễ, về cái chẻ bữa là ăn thôi. Dưa hấu là lựa sao anh Lâm? Có chiêu gì không? Em lấy đi đó, giờ anh điện cho siêu thị anh bán giống ra. Anh nhìn cái cuốn. Cuốn nè, cuốn khô nè. Tươi là được. Cuốn khô cũng ok chứ. Cuốn khô là ok hả? Bậy. Rồi, được rồi. Rồi, được rồi. Trời, quay ngon quá nè, chị quay có 200, nửa con là có 140 à. Em giống như em muốn mua hết cái siêu thị này Huy. Mất coi. Ừ chắc tính đến anh á. Ừ em đi rồi. Anh đi siêu thị là anh chỉ muốn hết. Em mua vậy đó, mua ừ. Vậy nó đầy dung rồi, lên em đó. Em nấu gì em ăn một mình cô đơn. Khó. Đúng rồi. Đúng không cãi được. Em cũng cô đơn gì. Để em gọi bên này, gọi bên này. Đó. Nó có mỡ, nó có da. Để nó về em cắt cho nhỏ cắt. Tính tiền. Tính tiền luôn đi chứ trễ rồi. Tính tiền chạy. Rồi bây giờ mình làm như thế nào ạ? Nấu gì mà tùm lum vậy? Lão hả? Dạ. Bên đây nấu cơm bình thường thôi. Sau khi em đi mua thì em mới biết là kiến thức nấu ăn của anh Lâm là như bằng không luôn. Làm nó sướng lắm, nó có người lo hết cho nó. Ủa em ăn lão, em ăn mì, ăn bún hay mua hả? Ờ. Ờ bún đâu? Tụi em ăn ăn bún. Có bún. Thôi vậy em lấy bịch gạo nha. Lấy bịch gạo nhỏ thôi. Nhỏ ha. Nhỏ đi anh. Không giờ mà giờ cho tụi em hùng giới được không? Làm đó, gì? Hùng bịch gạo cưa đôi. Ok. Cho nó ấm lòng một tên. Giờ em nghĩ này ok. Mẹ ơi. Rồi. Bịch 5kg được không? Dư rồi ăn sao cho hết. Hay là lấy 2kg thôi. 2kg thôi. 2kg thôi. 2kg thôi hả? Trưởng thành lên. Đâu có thể nào mà dạy những cái điều nhỏ nhoi dạy hoài được. Bao giờ mới có vợ mới có. Đi gì thì chở mày chửi như hoài. Mẹ nào không chửi. Dạ rồi, 1.051.000. Rồi, về lụm thôi. Dạ thưa các bạn, đội bánh tráng trộn đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Chúng tôi không giấu nữa, chúng tôi là đầu bếp giả dạng và cái kết. Dạ, đúng không? Đúng, tôi chính là giờ là Lâm Ken Cút. Tôi chính là Masterchef. Masterchef. Chính là em chính là Chim Cút. Chim Cút. Đầu bếp số 1. Và hãy đón chào những món ăn thật là ngon với bữa ăn cuối năm. Đi, say. Tạm biệt mọi người. Chị tính tiền giùm em với. Dạ. Anh ơi, cái này chưa có thanh toán á, anh về. Cái nào? Cái này chưa có thanh toán. Cái này là ai? Cái này nè, của anh Hiếu với anh Lâm đó. Hiếu. Người ta nói chưa trả tiền kìa. Dạ rồi, 1.051.000. Dư cho 150. Nước mắm rồi này nọ không cần ha. Rồi, về lụm thôi. Bắt nó! Em trả! Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Rồi, hả?
quá làng bà con ơi. Thiếu thứ hai ăn quệt. Quá làng bà con ơi. Thiếu thứ hai ăn quệt. Quá làng bà con ơi. Thiếu thứ hai ăn quệt. Quệt quệt quệt. Sao vậy? Trời ơi. Trời ơi. Đừng bắt em mà. Trời ơi. Ủa này có điều kiện mà sao kỳ vậy? Tiền đâu rồi? Mà bé thì cũng dễ thương. Anh Giang ơi, Hiếu thứ hai quỵt. Tự nhiên cái cười cười với em xong đi luôn anh. Bé nói là tự nhiên cười cười với em xong bỏ đi luôn. Đúng rồi. Tưởng vậy thôi là thay thế được rồi. Tưởng vậy thôi là thay thế được rồi. Ở đâu ra? Rồi, trong gửi. Dạ rồi. Mẹ sao thấy mới đây gì lên 400 mẹ ơi. Chờ đâu. Chết rồi, 500 mẹ ơi. 500 mẹ ơi. 1.895.000. Rồi, trừ cái nào ra, để coi từ từ. Ủa là mình dư hả? Ủa cho cố vô thiếu tiền chứ dư. Này mắc á. Trả lại lợi giùm em đi. Dạ. Đúng không? Cái đó 200. Rồi, vô dư đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Cảm ơn. À, hân hỉ rồi. Sáng nay là đã là bay nhảy là tôi đã bay nhảy nhiều rồi. Dạ. Yeah. Tuấn cũng bay nhảy nhiều rồi. Đúng. Buổi trưa hôm nay là trông cậy vào Huy. Dạ. Yeah. Để cho Huy nấu nướng, anh em mình chỉ lặt rau đồ phụ thôi. Lên đường. Lên đường. Thơm quá. Xin chào. Chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Ê ê ê, anh có ngân lượng. Cái này là ngân phiếu của mình mà. À vậy hả? Em ơi. Dạ. Rồi, ánh mắt thất thần rồi. Ô. Sushi sashimi. Hello. Ngon cái gì? Gỏi cua. Bé từ chối mà từ chối khéo hay không? Cơm tan. Ơi. Trời ơi. Ăn thử nè. Cơm tan nè em ơi. Miệng bí. Miệng bí vô. Miệng bí vô. 50 ngàn thôi. Thôi. Ủa sao ngon. Miệng bí 50 ngàn. Xin đi. Nè có ngân phiếu, ngân phiếu. Có phiếu đây không? Anh 300. 300. Đây bày cái này mai. Mai lỡ. Ngon quá. Ôi miếng sườn ngon như vậy. Ôi miếng sườn ngon quá vậy. Ba chị, ba chị, ba chị. Kéo quá rồi. Quá trời luôn. Thèm quá anh Giang ơi. Quá ý mực kìa. Trời ơi. Ôi. Tiền đâu mà ăn. Wow. Ủa cá cam kìa. Ồ. Ôi. Cá ngon vậy. Ăn liền, ăn liền, ăn liền. Ngon quá vậy. Ý, dụ này hấp dẫn quá. Ôi. À, vô, vô, vô. Ôi. Tới nhà rồi. Tới nhà của mình rồi. Yeah, tới nhà rồi. Ê, qua bên kia, qua bên kia. Qua bên kia, qua bên kia. Xéo đi. Rồi. Trời ơi. Rồi, chai cao su bự vậy. Xài bi trưởng. Ừ. Wow.
mình trang chứa tình người luôn á. Gì vậy? Món mà bất ngờ. Wow. Thôi. Mời anh Giang. Mời mọi người ăn cơm. Anh em ăn cơm không? Em bới cơm ra cho. Ok. Rồi. Cho anh chén canh trước đi. Chén canh hả? Dập em đi. Nè, muốn gì? Thôi ăn đi. Ủa, cái này có vị sa tế ngon lắm anh. Em thấy tôm nè. Ăn đi. Ngon lắm. Ok, ngon thì ăn đi. Dạ. Dạ, chào mẹ. Sáng. Trời sáng khỏe chị ha. Dạ khoan, từ từ. Dạ, chị qua chị. Ồ dạ, cảm ơn cả nhà. Chị. Cảm ơn chị. Đây là trước chợ chưa? Đây là chợ rồi nè. Ai trước, anh trước đi. Bây giờ anh sẽ, chị. Em hỏi cái nè. Tụi em tham gia một cái thử thách. Là tụi em sẽ tìm 10 người đem cho bánh sushi. Ủa được không chị? Ủa? Thì bây giờ nhắc được không? Nha. Gì vậy? Ủa mọi người, bà chơi quẩn đồ xì với mình hả? Bị đuổi quê. Trời anh quê quá ơi. Bây giờ phải tìm người khác. Kêu Minh Tuấn đâu? Đây. Đây nè. Anh thuê tách lẻ quá. Không, để làm miếng thôi nhưng mà đi rồi. Bây giờ phải tìm một điều ra đi. Chị mặc tiền, bây giờ phải vô trong nữa. Trời đất ơi. Tính ra chợ mình có khoảng tầm 20 người à trời. Ủa em? Chị. Ví dụ ủa, như mình là đi tùm lum em biên tập. Chơi đi. Mình kiếm một người rồi ba người chị. Chung chơi chung luôn. Xin phép chị phiền chị một phút được không? Quảnh đồ xì thôi. Ví dụ là chị ra cái bao, em ra cái kéo là thắng rồi. Nha, chị ra cái bao nha. Thử nha. 1, 2, 3. Yeah. Em ơi chị. Cảm ơn chị. 1, 2, em ra cái búa, chị anh ra cái đinh. Vậy là cái kéo á. Bị. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Xong đây, 1, 2, 3. Thắng rồi, yeah. Quỷ gì? Chơi thua. Sao quýnh em? Hả? Không, vợ em tháng 8 mới sinh. Rồi, thương ơi, hỏi vợ em sinh chưa? Rủ ngoại kìa, để tôi qua quần ngoại ra ngoại. Đây. Đâu ngoại đâu? Ngoại kìa ngoại. Đâu ngoại đâu? Ngoại đâu? Ngoại. Ngoại biết em đem chơi với ngoại, đem chơi với ngoại. À. Con nè. Con đưa con đi rồi không? Vậy hả? Ngoại cũng bảo thật sự, ngoại cũng thấy con. Thật sự. 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 Một cảnh giác hay gì ngoại? Thật sự là một cảnh. Rồi, thôi bà ngoại chơi xù xì với con cái nha. Là vui vẻ, 2, 3, cắt. Lại ngoại ơi, ngoại ơi. Ngoại bà ngoại. Chưa. Anh trai. Xù xì nè, 2, 3. Quảnh xù xì không? 2, 3. Quảnh xù xì một cái đó, được rồi. Ok, cảm ơn ngoại nha. Không thắng thôi gì hết, quảnh xù xì thôi nha. 1, 2, 3. Ok. Đứt khẩu trang rồi. Anh thua rồi Lâm ơi. Ơi, cho em cái khẩu trang không được. Dạ rồi, cảm ơn anh. Quảnh đồ xì cái nha, quảnh đồ xì cái đi. Em ra cái gì, Quảnh đồ xì ra nè. Lấy ăn. Một, hai. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Ủa, anh thua rồi. Cảm ơn em. Chị cái em bé kìa, ra chơi với em bé. Rồi, cảm ơn. Mấy người rồi, Hai. Đi qua đây. Anh là một thắng một thua. Qua đây. Xù xì Vũ Lâm. Xù xì. 1, 2, xù xì Vũ Lâm con. 2, 3. Con. Không sợ hả? Bé nó sợ quá. Xù xì cho dập. Xù xì. Thôi em thua luôn. Em thua luôn. Dạ. Lâm ơi, anh lớn mình thua ba dáng Lâm ơi. Sao chơi thua hoài vậy? Thua đó. Thua đó.
Qua bé nè. Ê Lâm, thằng bé này chắc chắn sẽ thắng. Không chơi, em đủ rồi, không chơi. Con, chơi quỉnh tù xì không? Má xì. Chơi đi. Quỉnh tù xì. Vô cảm luôn, vô cảm luôn, không chơi. Được.